Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Bây giờ hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi bộ môn bầu cua. Cái sản phẩm này thì sử dụng rất là đơn giản và giá cũng rất là mềm luôn anh em. Đấy, xin giới thiệu anh em, đây là cái bộ bầu cua chip bao rung 6 mặt nha. Đây, cái bộ bầu cua chip bao rung 6 mặt này tôi đã làm sẵn ở trên cái hộp giấy chợ nha. Còn chỗ anh em chơi cái hộp nào á thì có thể liên hệ cho tôi thì tôi sẽ làm theo yêu cầu. Hộp xốp, hộp gỗ, hộp sứ, hộp giấy là đều làm được hết nha. Hay là những cái hộp bao cạnh rồi đó anh em. Đây là những cái hộp đấu trường C1 đó là vẫn có làm hết. Và tùy theo cái dòng sớ chỗ mình chơi cái mẫu tem như thế nào á thì anh em có thể kết bạn Zalo gửi mẫu thì cơ sở tôi sẽ làm theo yêu cầu. Nên là vấn đề hộp là anh em không phải lo gì hết. Đó, kích cỡ hộp từ 1/8 cho tới là 3/2 là đều làm được hết nha. Nó quan trọng anh em muốn chơi cái sản phẩm này á thì anh em bắt buộc phải thả được cái hộp của mình vào sân chơi nè. Thả được hộp của mình vào sân chơi thì mới chơi được. Nếu mà giống thì anh em chỉ cần thả một hộp vô thôi nha. Còn nếu mà khác thì anh em quất cho tôi 3 hộp vô luôn. Chứ đừng có một hộp này đó, nó khác hai hộp kia thì chơi không được cho anh em. Nên đó là trong quá trình mình chơi mình phải tinh ý và mình phải khôn khéo một xíu thì chơi mới ok được. Tại vì đây là cái sản phẩm công chuyện. Nên đó là mình nhắm chơi được thì mình lấy về chơi chứ không có chơi bậy nha anh em. Đó, anh em phải lưu ý là sản phẩm này là mình thả hộp vô mới chơi được nha. Còn về cách chơi thì rất là đơn giản. Thả hộp vô, thiết bị rung này nó sẽ nhận diện gió sóng ở cái hộp này ha. Nó sẽ báo cho mình biết bằng những nhịp rung khác nhau nha. Đây, những nhịp rung này nè. Đây, đây là con bầu hai dài, cá con cua một dài, tôm hai ngắn, con nai một ngắn, gà một ngắn một dài, hay là con cá không rung. Mỗi cái công thức rung á thì đi kèm với một con chip khác nhau và con chip này nó có tần sóng hết nên nó là không có cái sợ thiết bị nào mà có thể nhận diện được tín hiệu gì hết nên là anh em không phải lo đâu. Bây giờ tôi sẽ test thử sơ qua cho anh em nè, test thử sơ qua nha. Cái này thì anh em giấu trong người, chỗ nào anh em cảm thấy thoải mái và ok nhất thì anh em để cho thôi. Túi quần, túi áo, quần xì, quần lót gì đó, chỗ nào anh em cảm thấy nó bắt sóng khỏe nhất thì anh em để vô ha. Và cái này có cái con antenna này, anh em có thể kéo da ra thì có thể mình bắt được xa hơn nha. Đó là như vậy. Bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em nè. Một ngắn thì anh em quốc tôi là con nai này ha, 100 triệu con nai này. Cỡ này ông dở nai này anh em. Này có nai này không? Nai gà bầu đúng không? Rất là chuẩn xác. Không rung thì anh em bỏ hoặc là mình đánh con cá nha. Không rung bỏ hoặc đánh cá. À, tại vì là 10 cái bản thân 10 cây thì anh em đâu có dám đánh con 10 đâu đúng không? Mình đánh nhẹ nhẹ lại cái này, mình có thể thua cái này cũng được, đúng không? Đây, hai con cá luôn. Đánh nhẹ nhẹ mà trúng hai con cá luôn anh em. Đó. Độ chuẩn xác tuyệt đối. Một cái ngắn, một dài. Đây là con gà này, một ngắn một dài là con gà nè, 100 triệu gà. Cỡ này cũng dở gà này ha. Dở này. Có gà này ha. Ok không? À, rất là chuẩn xác luôn. Cái đây dòng chip mới nên nó là nó rất là khỏe. Nó có thể xuyên qua được nắp nhôm, nắp giấy, thùng sơn gì đó, nó xuyên qua bình thường hết nha. Đây một ngắn một dài nữa nè. Thì đây là con gà nữa nè anh em. Đây có gà này. Hình như tôi để thế này anh em đâu có nghe được đâu đúng không? Tôi mở ra cho anh em dễ dàng mà theo dõi nè. À, để dễ dàng theo dõi nha. Không rung á thì anh em đánh con cá. À, rất là đơn giản thôi, không rung đánh cá này. Có cá này ha, rất là chuẩn xác ha. Thử anh em cái này đây. Đây một ngắn một dài nữa thì đánh con gà, ăn thịt gà tiếp. Đó, hai gà luôn. Cái này cái dòng chip mới nên nó rất là khỏe đó anh em. Nên nó có thể xuyên qua được rất là nhiều vật liệu, chất liệu luôn. Thùng sơn hay là thông nhôm, thử thông nhôm cho anh em đi. Thông nhôm này thì cái thông này ta miền Tây nha, chứ không phải là thông miền Trung đâu. Đó, miền Tây nó rất là dày này, nó vẫn xuyên qua bình thường hết nha. Bây giờ tôi sẽ thử cái thông nhôm này cho anh em xem này. À, này thì anh em xem nha. Không rung á thì mình bỏ hoặc mình đánh cá nha anh em. Ví dụ như là trong cái tin mình lắc á thì mình có thể mình cái thau thì nó hơi khó lắc hơn một xíu. Đây một ngắn một dài này, một ngắn một dài thì anh em đánh cho tôi con gà nha. Một ngắn một gà đánh gà này. Có gà này không? Rất ok, cái thau thì nó hơi thấp anh em nên nó làm mình hơi khó lắc tại cái thau thì nó hơi nhỏ. Không rung á thì mình đánh cá hoặc mình bỏ nha. Không rung một cá hoặc mình bỏ. À, cái này thì nó bắt sóng không kịp nha anh em. Anh em lưu ý mà không ca, mà không rung thì mình không có hơn thua. À. Đó, hai ngắn này, hai ngắn thì anh em đánh tôi con tôm này. Đó, anh em biết tại sao thì tôi nói là con mà không rung thì anh em bỏ rồi đúng không? Nhiều khi bắt sóng không kịp. Đây là con tôm thì anh em đánh tôi còn hai con đây hai ngắn này là đánh tôm này. 100 triệu tôm này cỡ nào cũng dở này. Cái mặt nó đã rung rồi thì cỡ này nó cũng đúng nha anh em. Anh em lưu ý. Đó, ui trời, ba con tôm nhân ba lên thì chịu nổi đúng không?
rất ok và chuẩn xác luôn. Hai ngắn nữa thì còn tôm nữa này, à đánh tôm này, này còn con tôm, đó rất là chuẩn xác. Rồi nếu mà quan tâm về cái bầu cua chip báo rung 6 mặt này thì có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha, 0379 791 243, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha. Cái đây là cái sản phẩm thực tế nên là anh em không có sợ bị lừa gạt gì đây hết nha. Cái này thì là phẩm thực tế là mình thả hộp vô mới chơi được nha. Thì tại vì là bên cơ sở tôi là chỉ bán hàng cái chất lượng thôi, hàng như thế nào thì nói như vậy, hàng tốt thì nói tốt, hàng xấu thì nói xấu. Có thể là những cái sản phẩm ở bên cơ sở tôi bán thì giá nó hơi cao hơn thị trường một tí, nhưng mà đảm bảo chất lượng và ok cho anh em nha, anh em chơi sẽ chơi được với những sản phẩm này cơ sở tôi bán đó. Nên đó là anh em có nhu cầu gì thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn và sẽ trao đổi kỹ hơn cho anh em. Ngoài cái sản phẩm cái bầu cua chip này á, thì bên cơ sở tôi có cung cấp những cái hộp làm hộp sáu trường, hộp đấu trường nữa anh em, hộp sóc cái này á, thì là kích cỡ thì và màu tem thì rất là nhiều và đa dạng luôn. Nên đó là anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn cho. Đây là cái bộ hộp, ví dụ đây là bộ hộp, đây hộp 2/9 nè, 2/9 bao tròn nha, đây là hộp xốp 2/9 nè, còn cái rất nhiều mẫu mã khác nữa. Nên đó là khi mà mình cần cái sản phẩm như thế nào á thì có thể kết bạn Zalo thì tôi sẽ tư vấn cho anh em ha. Đối với hộp bo này thì mình lắc nhẹ cái đi hết thôi ha. Đó, hai con, ba con tôm, ba con nai thì nó về đây này ha, à, về hai cá một bầu này. Nên nó là anh em chơi hộp đua thì rất là dễ và ok luôn ha, à, ok luôn ha. Đó, về này là về hai con tôm này, một con cá này. Đó, ok không? Đó, về hai cua một bầu này, rất là hay đi cặp tác này. Nên nó là anh em chơi sẽ rất là yên tâm và ok với cái bộ này. Đây là đối với những cái chỗ dễ thì anh em chơi hộp bao nha. Cái hộp này thì hộp không tan, không tan tích gì hết, anh em chơi xong có thể xé ra thoải mái. Nhưng mà có những nhiều chỗ thì thấy hộp bo hộp đi nhiều quá đó, không có chơi. Nên đó là tùy theo cái chỗ mình đó, mình lấy về cho mình dài cho nó ok nha, tùy theo cái sòng sới của mình thôi ha, tùy theo cái sòng sới. Đó, đây là cái hộp 2/8 nha. Đó, 2/8 thau này thì nó hơi nhỏ nên nó là nó rất hơi khó đi một xíu ha. À, đó là cái hộp này nè, anh em mua hộp chỗ nào cũng vậy thôi à, cơ sở tôi hay ở những cơ sở khác cũng vậy, thì anh em coi thử cái nó có đều hay không. Cái cơ sở của tôi thì đây là tôi chắc chắn cam đoan với anh em là nó không có tình trạng nhiệt tình giấy thừa keo dư gì hết, nên nó là anh em không phải sơ về cái vấn đề đó. Đây là cái hộp đấu trường, hộp khóa âm chống tiếng, nên nó là anh em có thể làm cái thoải mái với cái hộp này. Anh em làm cái mà lắc một chợ đó thì rất là khó ăn đó. Hộp này thì có vài trăm ngàn thì anh em có thể bỏ ra một số tiền thì anh em về lấy về chơi cho yên tâm và ok nha. Đó, rồi ngoài cái sản phẩm để cho anh em chơi bầu cua này thì bên cơ sở tôi có phân phối đầy đủ hết các dụng cụ cho mình đi chơi luôn, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài hay là những cái loại phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và pin tai nghe đầy đủ hết nha. Nên đó là anh em cần cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn và sẽ trao đổi kỹ hơn cho anh em. Rồi, mọi người xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.